Dạ, về cái có nhiều anh chị thắc mắc về cái giao diện mới của trường thư viện trường Đại học Dược Cần Thơ. Mọi người hỏi là khi mà giao diện thay đổi á, thì làm sao mà để làm được cái bài kiểm tra đối với các anh chị mới vào và các anh chị chưa làm bài thực hiện làm bài thư viện đầu khóa ở lần 1 và lần 2. Thì đầu tiên thì các anh chị phải đăng nhập vào mail bằng mail sinh viên của trường thì chúng ta mới làm được bài mà cũng như là vào được trang thư viện. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lướt xuống dưới á, thì các anh chị sẽ thấy cái phần là có 6 ô như vậy. Thì chúng ta sẽ click vào ô thứ 5, nó có tên là lớp hướng dẫn thư viện đầu khóa. Là chúng ta sẽ thấy được cái giao diện cũ, giống như là cái giao diện cũ trước đây á, thì chúng ta sẽ click vào lớp hướng dẫn sử dụng thư viện dành cho sinh viên. Chúng ta sẽ vào lớp học thì có các bản tin như sau á. Thì để mà đây là chúng ta click vào bài kiểm tra lớp hướng dẫn. Click vào đây thì mọi người sẽ làm được cái bài kiểm tra. Để mà làm được cái bài này thì chúng ta sẽ vào cái phần trình đơn thì nó sẽ có hướng dẫn sử dụng thư viện. Các anh chị thấy đó là tổng quan về thư viện là gồm có 3 mục như vậy. Cái mục này là mục này. Những cái video này sẽ hướng dẫn mình để mà làm bài kiểm tra và có nó cung cấp cũng tương đối là đầy đủ thông tin. Rồi khi mà chúng ta đã xem được hết cái video này á, thì mình quay lại hướng dẫn này rồi click vào bài kiểm tra và click vào bài này để làm thôi. Dạ, chúc mọi người hoàn thành được tốt bài kiểm tra nha.